Quốc hội Phần Lan hôm 12 tháng 7 chính thức thông qua luật mới trao quyền cho lực lượng biên phòng chặn người di cư nhập cảnh từ Nga vào quốc gia này với mục đích xin tị nạn. Quốc gia Bắc Âu từng cáo buộc Nga vũ khí hóa làn sóng di cư để gây khó khăn cho Phần Lan và Liên minh châu Âu, EU. Dự luật nhận được 167 phiếu thuận, 31 phiếu chống và một phiếu trắng. Mức tối thiểu cần thiết để được thông qua trong Quốc hội Phần Lan gồm 200 ghế. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo trong một tuyên bố nêu rõ, luật mới sẽ cho phép lực lượng biên phòng Phần Lan từ chối tiếp nhận người xin tị nạn nhập cảnh từ Nga. Tuy nhiên, luật này sẽ không áp dụng với trẻ em và người khuyết tật. Đây là những đối tượng mà Phần Lan sẽ tiếp tục chấp nhận đơn xin tị nạn. Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Orpo cũng nêu bật tầm quan trọng của luật mới trong việc ngăn chặn dòng người di cư trong tương lai, trong khi phe cánh tả cho rằng điều này vi phạm các cam kết của Phần Lan trong hoạt động nhân quyền quốc tế. Phần Lan đã đóng cửa biên giới với Nga hồi cuối năm 2023 nhằm ngăn chặn dòng người di cư ngày càng tăng